đến hôm nay thì hành trình drop sẽ không nhận thêm điểm cầu nữa, và do hành trình chỉ còn tầm đâu đó khoảng 10 đến 15 ngày để mà mình nhận nguyên gốc thôi, cho nên là sẽ không phát sinh thêm những điểm cầu mới. Ngày hôm qua 10 tháng 9 thì hành trình có tổ chức kiểm kho của tầng thứ 3. Đến tuần này thì hành trình đạt tiến độ là 68% so với kế hoạch đề ra ban đầu. Các nhu yếu phẩm và dụng cụ học tập thì đã đủ. Thì hiện tại hành trình chỉ còn thiếu nhiều nhất đó là các loại gấu bông, bao gồm gấu bông lớn, gấu bông vừa và gấu bông nhỏ. Rồi các loại đồ chơi như là xe điều khiển, xe mô hình, rồi các vỉ xe mô hình nhỏ. Rồi lồng đèn trung thu, lồng đèn giấy. Rồi các loại bánh kẹo như là snack nè. Rồi bánh bông lan, bánh hurra, bánh chocobai. Rồi mấy chai nước ngọt nhỏ hay mấy chai nước trái cây nhỏ. Rồi nước mắm, nước tương, còn thiếu mỗi thứ 50 chai. Thì đó là những thứ cần thiết cho tuần sắp tới này. Xin nhắc lại những mốc thời gian quan trọng của hành trình là đến ngày 23 tháng 9 thì hành trình tạm ngưng nhận những vật phẩm nguyên góp để tiến hành tổng kết. Đến ngày 30 tháng 9 thì hành trình sẽ tổ chức tại địa phương Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho 800 em học sinh, kèm theo đó là quà tặng cho hộ gia đình khó khăn là 100 hộ. Hành trình sẽ cập nhật liên tục cái tiến độ quyên góp cho mọi người cùng nắm. Thì chúng ta đang ở giai đoạn nước rút rồi, cho nên mọi người hãy cùng nhau lan tỏa sự tử tế này nhé.